đây ta lại này ta nhìn cái xanh nhỏ cho em nhá. Và cái tiếp theo thì đó là cải trắng và cải đỏ đấy, thì mình sẽ là vào sợi thái nhỏ cho nó nhanh. Là về lại hành lá này thì mình cắt khúc ra cho em, mình cắt khúc ra cho em là từ 2 đến 3 cm cho vào trong cải cho được đẹp mắt hơn. Vì ngon tết thì nhà mình không có lên lên tượng được hay tượng mì chính, mà mình sẽ chuyển sang trái nê hay trái táo này ở đây. Tại vì sao? Nếu phát đường hay trong mì chính vào trong cải thì sẽ làm cải xóm lên men và xóm hương cải rất là nhanh. Vâng, vì vậy ta sẽ làm lấy cái loại này và mình sẽ là có cái lớp vỏ bên ngoài, có cái hạt ở bên trong mình bỏ ra và mình xay nhỏ, mình cho vào trong nước sốt này đây. À đó, vì ngọt thì có rồi, vì mặn thì ta lên từ nước mắm của con cá cơm. Ở bên Việt Nam này mình đã rất là dễ kiếm tìm, đặc trưng của màu đỏ thì không thể thiếu được đó là ở một ở bên Hà này. Thì ra nhà mình có thể, các chị nhà mình có thể làm, mình sẽ làm như thế nào đây. À, mình sẽ lấy cái ớt bột đó rồi sau đó mình hào trong nước này. Còn một cái thành phần nữa đó là củ nhân sâm. Thì nhân sâm ở bên hàng này thì nhà mình có thể làm tìm trong các siêu thị ở bên Bixi, còn không mình nhân tiện chuyến du lịch ở bên này thì mình có thể mua tươi tại bên này cũng không sao. Và nếu có nhân sâm thì nó sẽ giúp kiên trì được và kéo dài thời gian bảo quản được lâu hơn từ năm này đến sang năm khác này, cũng giống như là kéo dài tuổi thọ cho người Hàn đấy nhà mình ạ. Và khi đã chuẩn bị xong tất cả và khi đã xong rồi thì nhà mình có là nhớ cho em cái phần này đây nhá. Mình sẽ chiều một lá và cùng người ta thay em ạ. Nè, tay trái này thì mình nhồi vào bên trong, tay phải lấy thì mình gom tất cả các phần ra thì mình để trong cái lòng cải như thế này rồi. Là lấy cái lá ở ngoài cùng vào đây, mình lấy cái phần này đây mình gập đôi này. Mình lấy cái lá ngoài cùng vào đây mình sẽ là phần cải khoanh, cho cải đẹp mắt hơn, giống như là đều hơn đó. Và vậy đã xong rồi đấy nhà mình ạ. Và khi đã xong rồi thì ra nhà mình có thể là mình cái bước cuối cùng là mình tháo bao tay để thế nào không bị rơi bẩn ra tay này. Thì mọi người chú ý thì giúp em phần này đây. Mình sẽ là cầm các đầu ngón tay như thế này này. Mình nắm chặt sang một bên, kéo sang một bên và dùng hai ngón tay ở bên trái này đây. Mình hất gần gần bao tay ra này. Đó, rất là gọn gàng và sạch sẽ phải không ạ? Và kết thúc rồi thì ra mình có thể chú ý với nhau nhé. Mình chú ý mình nói câu gì đấy ạ? Chào Kim Chi và mời bạn thứ hai ạ. Ô cải của anh đẹp nè. Cải của anh đẹp. Đây tôi cải của anh tài lẻ nè. Đẹp quá vậy. Kim Chi. Ủa chị cuốn to quá vậy? Cú chị to vậy? Chị to nè ở đây. Mau quá, tại vì gì vậy? Món này là món trộn.